Chào các bác, đây là cái gói mướp hương TN259 các bác nhé, của công ty ở Trang Đông các bạn. Đây là gói to, gói to giá 65.000 một gói các bác nhé, 65.000 một gói, gói 10 gram ạ. Gói này các bác làm nhà vườn, các bác trồng trồng nhiều ấy thì các bác mua gói này, gói 10 gram là khá nhiều hạt bên trong đấy ạ. Gói mướp hương Thái Lan các bác nhé, nó rất là thơm, ăn ngon ạ. Và mùi thơm của nó rất là đặc trưng. Thời vụ gieo trồng thì là trồng trồng quanh năm. Thời gian bắt đầu thu hoạch khoảng 40 đến 45 ngày sau khi gieo. Sơn thoại đặt hàng là 086 515 31 85, giá là 65.000 một gói. Với cây leo giàn thì khoảng cách giữa hàng khách hàng là 4 mét. Và cây cách cây là 0,6 đến 0,8 mét, tức là mỗi cây cách nhau khoảng 60 đến 80 cm các bác nhé. Lượng hạt giống gieo trồng với 1.000 mét vuông thì với cây leo giàn ấy, thì khoảng 70 đến 80 gram. Tức là 1.000 mét vuông thì các bác cần khoảng 80 gói này ạ. Và bò đất thì khoảng 50 đến 60 gram. Gói 10 gram các bác nhé. 65.000 một gói, các bác đặt hàng gọi 086 515 31 85.